Hai thầy trò xin kính chào tất cả anh chị các bạn. Cho con gửi mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo từng gửi con. Cho con gửi mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gửi con biến chừng. Ngày xưa mẹ gửi ngà ơi, con xin gửi lại những lời mẹ ru. Đừng đời sương gió miên mù, vì con hạnh phúc chẳng tự gian. Giờ khi mẹ mất một mảng gánh ai cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rồng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sấm xa cây, lỡ đâu dã gánh sao. Mẹ ơi sống biến ra sao, sao con gánh hết công lao muôn đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu sự trời bao la. Cho con gánh là mẹ già, sao người gánh chính là con. Một mùa Vu Lan đã tới. Hai thầy trò Duy Trinh xin kính chào tất cả anh chị các bạn. Chúc tất cả anh chị các bạn có thật là nhiều niềm vui. Ai còn mẹ thì hãy gọi điện về ngay cho mẹ nhé. Về cho cha, về cho mẹ. Bé hôm nay xuất hiện ở đây cũng là mùa Vu Lan. Bé muốn chúc đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt của Duy Trinh. Hôm nay là sanh thần của Duy Trinh. Học trò tới để chúc. Để con gánh mẹ đừng căng, giờ khi mẹ mất buồn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rồng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sấm xa cây, lỡ đâu lạ rồi tội này gánh sao. Mẹ ơi sống bên ra sao, sao con gánh hết công lao muôn đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu sự trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sấm xa cây, đời đâu lãng dùng tội này gánh sao. Con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Để sau người gánh chính là con con. Con xin chào ông bà cung, bác anh chị cô đã trở lại rồi đây. Con trở lại rồi thì cô chú anh chị và các bác các chú chia sẻ đi nào, chia sẻ cho hai thầy trò của Duy Trinh đi. Chúc tất cả anh chị các bạn thật là nhiều niềm vui ngày hôm nay, với những tất cả những cái ngày, những ngày lễ hay tất cả mọi cái Duy Trinh đều ở nhà cả và để hát cho tất cả anh chị nghe. Đó là một điều mà anh chị thấy ông bé rất giỏi quá, bé giỏi quá, mọi người đang khen con kìa. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Con số 1 của Duy Trinh đâu nào? Mỗi người một chia sẻ thôi à.
Chương trình cảm thấy chương trình hay thì anh chị mỗi người một chia sẻ. Đây là cũng là mùa Vu Lan đúng không ạ? Đúng không con? Mùa Vu Lan báo hiếu. Đấy, cho nên là ai còn cha còn mẹ thì hãy gọi điện về ngay cho cha mẹ nhá. Đừng bao giờ quên. Đó. Cưng con cảm ơn ông bà chú anh chị. Wow, rất là đáng yêu. Anh chị thấy học trò của Duy Trinh có đáng yêu không? Có ngoan không? À, thầy nào trò đó đúng không ạ? À, đó là điều khi mà đến với Duy Trinh thì luôn luôn là như vậy. Và đến chúc tất cả anh chị các bạn thật là nhiều niềm vui. Và mỗi người một chia sẻ. Mỗi người một chia sẻ. Đấy. À, mọi người hãy chia sẻ cho hai thầy trò mình nhỉ? Đấy, hai thầy trò mình mới bắt đầu. Để xem là bây giờ một cái bài cũng cực kỳ rất là hay về về tình mẫu tử này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ hát về tình mẫu tử đi, tại vì hiện tại là chúng ta đang là gọi là gì, mùa Vu Lan đúng không? Chúng ta sẽ hát về tình mẫu tử với một ca khúc cũng rất là hay, Đào Lầm Con. Kính chúc tất cả anh chị thật là nhiều niềm vui và không có lý do gì. Không có lý do gì anh chị không chia sẻ lì xì cho bé con cũng như Duy Trinh những cái chia sẻ nào. Hôm nay là surprise cho thầy cho con nào. Surprise nào. Con số 1. Khi đấng sinh thời, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếm người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ đừng vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Sao vẫn luôn mang nặng đẽ đâu, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả. Nghĩ tới cha mẹ vẫn là nồng đầy yêu thương, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu, chỉ một giây thôi trao một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chia sẻ nào các chế ơi, không tiếc gì một chia sẻ hết. À, hai thầy trò ngồi đây và hôm nay cũng là ngày sinh thần của Duy Trinh, ngồi đây để hát cho tất cả anh chị các bạn nghe thì chỉ là một nút chia sẻ đúng không ạ? Chỉ một nút chia sẻ thôi. Đó là tạo cái niềm động lực rất là lớn cho hai thầy trò nhá. Cảm ơn tất cả các chế. Cho ta kiếm người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thời, dù mẹ làm sao vẫn luôn lặng nặng đẽ đâu. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Sao vẫn luôn mang nặng đẽ đâu, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả. Nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu, chỉ một giây thôi trao một lần, dấu vết trong chim vẫn đang từng ngày mong ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thời, dù mẹ là sao vẫn luôn mang nặng đẽ đâu. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại.
một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi, nghĩ tới trao một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Wow, thank you anh chị các bạn với cái mốc số 1. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh chị có muốn bé hát bài gì nữa, anh chị hãy yêu cầu đi ạ. Anh chị có thể yêu cầu những ca khúc anh chị có thể yêu mến để con uống nước đi con. Anh chị có thể yêu cầu những ca khúc anh chị thích nhất để hai thầy trò có thể hát cho tất cả anh chị các bạn nghe. Cảm ơn mọi người với ca khúc Đạo Làm Con. Một cái ca khúc cũng rất chi là rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Dạ. Công cha nghĩ mẹ cũng có công lao của cô thầy. Ngày mai là ngày khai giảng của trường con. Và con xin phép thầy cho con hát bài Thương Lắm Thầy Cô Ơi, để con tặng riêng cho cô Thủy và cô Vân của con. Và con chúc cô Thủy và cô Vân của con dồi dào sức khỏe. Và con xin tặng chung cho ông bà cô chú anh chị. Con mong bà cô chú anh chị luôn luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Và đừng quên cho thầy trò con một nút like share nha. Một ca khúc là Thương Lắm Thầy Cô Ơi mà để chữ thầy xem lúc nãy không nói, để xem thầy xem nó có biết không. Nhật Lan Bi ngày qua Nhật Lan. Đây là một cái sự bộc phát rất là đáng yêu của bé. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và những học trò của Duy Trinh, khi mà Duy Trinh nhận vào thì cái điều đầu tiên mà Duy Trinh hướng cho các con, cho các em, đó là đạo đức. Đạo đức làm người, làm cái gì cũng phải có đạo đức, cái gì cũng phải có cái tâm, bất kỳ một cái gì đấy. Và bước vào đây thì Duy Trinh dạy cái gì, dạy cho bé cái gì, không phải là dạy cho bé học hát, mà dạy cho bé cách để làm người trước. Muốn làm cái gì cũng phải biết ơn những người vun trồng cho mình, những người đưa cho mình, thậm chí những người đã từng trả lương cho mình, hay là từng làm cho mình một cái điều tốt. Còn ba mẹ hay là thầy thì chúng ta chắc chắn là phải báo rồi, đúng không ạ? Còn những cái chuyện ngoài xã hội như chúng ta ấy, thì chúng ta phải biết ơn những cái gì chúng ta đã từng được hưởng. Đấy là cái điều mà đi ra xã hội ai cũng phải cần một cái tâm. Một cái tâm mà nếu mà chúng ta tâm sáng thì mãi mãi mọi thứ nó sẽ về được với chúng ta rất là nhanh, đúng không ạ? Con hát ba bài là con mệt rồi đúng không? Trước khi tới cái bài sau để thầy đỡ cho con một bài. Nãy giờ thấy con hát mấy bài thấy ngồi thì uống nước đi con. Để Duy Trinh hát một bài trong thời gian chờ bé hồi sức. Cho bé hồi sức cái bé. Thấy bé nãy giờ quất mấy bài thấy cũng sương sương mệt đấy ha con ha. Cũng mệt sương sương rồi đó. Nên là thôi để Duy Trinh hát thay bé một bài tặng cho tất cả anh chị các bạn. Ok, đây. Bước kêu hoang theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối chưa. Nghe được không con? Nghe được. Ơi, có một cái bài hay lắm đó con. Con muốn hát bài bài về mẹ nữa hay là hát một cái bài hot đi? Hay là muốn hát về mẹ? Con chọn đi. Con chọn đi, con thích con bài gì? Con chọn hát bài về mẹ. Con vẫn muốn về mẹ nữa nhá. Mẹ yêu ơi à? Dạ. Mẹ yêu ơi nhá. Dạ. Hả? Sao? Không sao, hát bài mẹ yêu ơi đi. Hát hay hơn này. Hay là anh chị muốn nghe một bài hot? Anh chị muốn nghe bài hot hay là tiếp tục chủ đề Vu Lan? Yêu cầu đi ạ. Anh chị có thể chọn một ca khúc nào hot nhất rồi bây giờ anh chị muốn nghe bé hát. Bé hát được nhiều lắm, nhưng mà tại vì ở đây thì những cái bài nào anh chị thích đi.
Bây giờ theo yêu cầu nhá, mà theo yêu cầu thì đừng có trách Trinh nhá, đừng có trách Trinh bây giờ hát theo yêu cầu của anh chị ạ. Thế là đừng có trách Trinh nhá. À, những ai đang dùng collagen của Duy Trinh lấy ra dùng nhá, đừng có quên cho mình một cái điều mà hiển nhiên là phải làm đẹp là phải lấy collagen ra uống nhá. Đấy. Bài gì con? Để xem là anh chị yêu cầu bài gì nữa nào. Song ca hả? Song ca thì để lần sau đi. Còn nhiều dịp mà đúng không? Quá tần rồi. Đấy. Hôm nay là mùng 4 tháng 9 ngày sinh nhật của thầy nên đây xem nào. Thứ 6 giờ sau đi. Thứ 6 là thứ 7 chủ nhật nghỉ đúng không? Đấy, tối thứ 6 mình qua mình quẩy tiếp ha. Yeah. Hôm nay là thứ 7. Đấy. À, bé giỏi quá luôn, cảm ơn chị Bình ạ. Cảm ơn ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hát bài gì nữa này. Một bài hot nhá. Không có được ném đá nha. Không có được ném đá. Không có được ném đá, ném sỏi ở đây nhá. Ném đá, ném sỏi ở đây là thầy trò mình buồn lắm nhỉ. Phải không con? Dạ yeah. Ừ. Đáng yêu. Bài này hot lắm á. Bài này thích lắm á, thầy không hát được. Hôm nay phải gọi học trò mình ra hát. Thề luôn đó, bài này thầy hát không được luôn á. Em hát không có được bài này, em chưa bao giờ em hát luôn nha anh chị. Quất nhá, quất nhá. Ê! Ở đây là thưởng thức âm nhạc cho nên là lại, dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tin thơ dài. Anh chị thấy thế nào? Có ấn tượng không? À, cỡ nào cũng chơi được mà, hot mà. Những cái bài hot thì rất là nhiều bè, lần bè có thể hát được. Tuy nhiên thì sẽ chọn lọc những cái ca khúc nó nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Nó hợp hơn. Thì đương nhiên thì anh chị yêu cầu nhiều đó, cho nên là phải hát nhỉ? Yêu cầu nhiều đúng không? Thế là đáng yêu không? Anh chị thấy bé đáng yêu không? Có ai muốn có đứa bé cưng như này không? Ok, và đầu năm học đúng không? Con cũng xin chúc đến một lần nữa đúng không ạ? Đến các thầy cô đang đứng trên bục giảng, xin chúc đến tất cả các cô các thầy thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Đó, đúng không? Phải sức khỏe, quan trọng là sức khỏe đã thì rồi mới có được cả cái sức lực để có thể là nuôi nấng những mầm non lên ha, và gọi là gì, con hiểu là gì không? Đấy là gọi là những cái thôi cái khó quá bỏ qua nha. Đáng yêu. Ok, anh chị thấy sao? Anh chị thấy học trò Duy Trinh đáng yêu không? Đấy, anh chị thấy học trò của Duy Trinh đáng yêu không? Hồi nãy rất là nhiều người đòi cái các bác đi học ấy. Đi học thì chắc là con hát theo cái kiểu khi ông được. Hôm nay và sắp vào mùng 5 tháng 9 đúng không? Đấy, thầy hát một bài đi học ấy. Thầy tặng mọi người, sau đó con tặng mọi người một cái bài kia nhá. Một cái bài cho nó hợp với lại đang vào mùa Vu Lan này này, đúng không? Ôi, chị đấy sắp mất tiêu rồi. Anh chị thấy máu không? Anh chị thấy máu không? Đấy là đúng. Đây, này là đúng ngày, đúng hoàn cảnh. Ngày mai, năm thường thường là mùng 5 tháng 9 là khai giảng đúng không? Nhưng mà đợt này nó vào đúng cuối tuần cho nên là không khai giảng mà cái ngày này cái chế. Đấy, cảm ơn Mai. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn, cô chú đã ủng hộ hai thầy chó. Cảm ơn mọi người. Để bây giờ nhá, bây giờ bé sẽ hát một ca khúc này để chào tạm biệt đến tất cả cô chú anh bạn nhá. Và tại nhà mẹ cũng còn xa lắm đúng không ạ? Đi về giờ này khuya nguy hiểm. Thầy trò Duy Trinh chào tất cả các chế luôn. Rồi, để xem nào. Bài này hay lắm nè. Đủ sức để hát bài này không? Dạ. Con mệt chưa? Mệt, muốn hát nốt bài này nghỉ nhá. Dạ. Tại thầy con mệt ý, hay hát nhiều mệt ý. Thầy hát quen rồi không sao. Đấy. Anh chị ơi, một ca khúc về Vu Lan nữa nhá. Một ca khúc về mẹ. Ca khúc Mẹ Yêu Ơi xin gửi đến tất cả cô chú, các bạn và anh chị. Với ca khúc này, bé xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý anh chị. Một ca khúc rất là nhẹ nhàng.
con có những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát chưa hè, mẹ là dẫm che che bóng con đi hôm về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ là bần thảo để con bươn lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ thân yêu chỉ mong con yêu thân con, mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là phật sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày làm lũ vì con đau làm con luôn hầu hiếu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đó là cái sự cảm xúc của con trẻ khi những cái bài hát nó vâng lên. Xin cảm ơn bé, cảm ơn một cái mùa vô lan. Ai còn cha, ai còn mẹ thì đừng quên bắt máy gọi điện ngay về cho cha mẹ nhá. Cha mẹ là một cái gì đó mà quê hương hay là cha mẹ thì chỉ có một thôi, đúng không ạ? Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát chưa hè, mẹ là dẫm che che bóng con đi hồng về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ là bậc thang để con bươn lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày làm lũ vì con đạo làm con luôn hầu hiếu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, mẹ phật sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con, mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, đau làm con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, đau làm con luôn thấu hiểu. Giờ con sẽ nói gì? Dạ con. Trước khi chào cô chú anh chị các bạn thì con hãy nói gì? Suy nghĩ nào. Trước khi nhận thấy đi con.
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của thầy. Thì con không có quà cáp gì hết, nhưng mà con chỉ có lời chúc chúc cho thầy đi đâu cũng gặp may mắn trong cuộc đời. Rồi sao nữa? Và con chúc thầy luôn luôn trẻ đẹp và dồi dào sức khỏe. Rồi con đến đây đã là một cái món quà lớn nhất của thầy rồi, cảm ơn con. Nhưng mà tới đây cũng là điều rất là tuyệt vời rồi. Cảm ơn con, chúc con thật là nhiều sức khỏe và năm học mới sẽ đạt được nhiều thành tựu nhá. Học giỏi thì thầy sẽ thưởng ha. Ok, bye bye con. Và con xin chào ông bà cô chú anh chị con già. Quá đáng yêu. Anh chị ơi, thầy đáng yêu không? Đáng yêu không anh chị? Một người học trò của Duy Trinh cũng rất là đáng yêu. Để xem nào bài này. Chỉ mong được thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đơn sinh thân, dù mẹ ra sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây tôi nhớ mãi quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây tôi nhớ mãi quên tất cả, nghĩ đến cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây tôi nhớ mãi quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Dù vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây tôi nhớ mãi quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây tôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây tôi nhớ mãi quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây tôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây tôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong. Phổi này hát mãi không thấy dừng, hát mãi không thấy dừng anh chị ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Và không thể nào quên được, hãy lấy collagen sữa ông chúa của Duy Trinh ra, đừng bao giờ quên. Lấy collagen sữa ông chúa sẽ dùng. Trời ơi, quên luôn cái này này. Đó, collagen sữa ông chúa vitamin E. Và bây giờ Duy Trinh sẽ lấy và anh chị hãy chờ đợi một cái điều gì hôm nay rất là đặc biệt. Với 300 phần quà Duy Trinh sẽ bán một cái sản phẩm đặc biệt. Và hôm nọ nay Duy Trinh ai hỏi cũng không bán, mà chỉ để dành ngày hôm nay cho những ai mà thực sự mà muốn có một, được cho mình một cái sự đẳng cấp. Đó, muốn có cho mình được một cái sự đẳng cấp thì hãy chờ đợi Duy Trinh một chút xíu. Ở đây có một cái sản phẩm mà hôm nay chỉ Duy Trinh chỉ bán duy nhất trong cái live này ngày hôm nay với cái giá đó thôi. Và tại vì hôm trước giờ nhiều người hỏi lắm mà không có luôn. Và sau khi bán, sau khi Duy Trinh nói uống collagen này, Duy Trinh sẽ nói cho anh chị là có một cái sản phẩm thực sự. Và ai mà thực sự mà muốn có cho mình một cái sản phẩm nước hoa nữ thì hãy chờ đợi, Duy Trinh sẽ công bố một, chỉ có 300 cái đơn hàng thôi. Ok, bây giờ nè, lấy collagen sữa ông chúa vitamin E ra dùng nha anh chị nhá. 450.000 một hộp, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Anh chị để số điện thoại lại giúp em ạ. Nó bị giật rồi nè, trời ơi xui thế chứ. 450.000 một hộp, 60 viên nhá anh chị. Duy Trinh ngày nào cũng uống hết, một từ một người rất là đen, rất là xấu, dùng cho những ai da bị thâm, bị nám, da bị muốn ngừa nám, da bị thâm này, da bị chảy xệ và da không có tính đàn hồi, da không đẹp, da không trắng sáng và da nó bị lão hóa sớm thì hãy dùng collagen của Duy Trinh. Ở đây những ai đang dùng collagen của Duy Trinh, ai đang dùng nước hoa của Duy Trinh cho Duy Trinh cái lời bình đi ạ. Collagen tăng cân giảm cân và nước hoa cho Duy Trinh cái lời bình đi ạ. Các chế ơi, đang ở đây. Một cái lời bình của anh chị bằng 100.000 cái lời nói của Duy Trinh nhá. Và bây giờ Duy Trinh sẽ uống collagen trước để tính này. Collagen thực sự luôn.
Không có ngày nào Duy Trinh không uống để nhắc nhở đến tất cả các chế cả. Ngày nào cũng uống và nhắc nhở đến tất cả mọi người. Hãy lấy collagen ra dùng và đừng bao giờ quên. 450.000 một hộp, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà, một cái sản phẩm đạt chuẩn GMP. Một cái sản phẩm đạt chuẩn GMP và một cái công thức nguyên liệu nhập. Đó là một cái sự cam kết với anh chị. Anh chị sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là điều chắc chắn. Có người uống 1, 2 đến 3 hộp là cảm thấy cái làn da nó có thay đổi anh chị nhá. Đó. Wow, sao hôm nay kỳ vậy ta? À, làm như hôm nay hên rồi đó. 450.000 một hộp 60 viên anh chị. Collagen, sữa ông chúa, vitamin E, tăng cân, giảm cân. Anh chị hãy cho Duy Trinh một cái lời bình ạ. 5 tặng 1 và 1 chống nắng. Cảm ơn chị. Hôm nay chị đã nhận rồi. Cảm ơn. Ok Nguyễn Điệp. Cho em 2 hộp, một hộp kia, ok em. Những ai đang dùng collagen, đang dùng nước hoa của Duy Trinh, cho Duy Trinh một cái lời bình đi ạ. Nước hoa rất thơm, cảm ơn em. Hôm nay Duy Trinh sẽ mang đến cho tất cả anh chị một cái sự bất ngờ luôn. Và những ai đã mua rồi cũng có thể mua lại. Chỉ có một đơn duy nhất thôi. Một đơn duy nhất với cái giá cực kỳ đặc biệt. Và tại vì cái này là nhà sản xuất họ không cho, họ không trợ giá cho Duy Trinh. Nhưng hôm nay Duy Trinh sẽ trợ giá cho anh chị. À, nhà sản xuất chỉ trợ giá cho Duy Trinh mấy nghìn cái chai kia thôi. Còn cái chai này là cái chai đặc biệt nhất của công ty, đặc biệt nhất của cái hãng Paris Blur này. Đó. À, cho nên là tại sao Paris Blur này, cái hãng này thực sự nó cái chai nó đẳng cấp nhất của họ. Và cái, họ không trợ giá. Đấy. Hồi nam nữ rất thơm, cảm ơn em. Collagen sữa ông chúa 450.000 một hộp 60 viên. Mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Anh chị đừng bấm like nữa anh chị ơi. Mua 3 một quà, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Collagen quả tệt 2 hộp. Cảm ơn Ly Phạm. Để số 1 lần thôi người đẹp ơi. Cảm ơn người đẹp nhiều nhá. Để số cho Duy Trinh 1 lần thôi là được ạ. Thank you. Để số cho Duy Trinh 1 lần thôi ạ. Ok ạ. Đó. 450.000 một hộp. Mua 3 có quà, mua 5 tặng 1 ha. Quà gồm cái gì? Gồm son, gồm phấn, sữa rửa mặt, tẩy tế bào. Tùy anh chị chọn ha. Còn nếu anh chị mua 5 tặng 1, tặng một kem chống nắng nữa. Cảm ơn Nông Đào. Cảm ơn Hoa Đào. Cảm ơn bạn. À, Duy Trinh muốn nhìn thấy cái comment của tất cả những anh chị các bạn. À. À. 450.000 một hộp 60 viên anh chị ạ. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Đã mang lại một cái làn da mà tăng cân mộc đà rất an toàn. Dạ cảm ơn. Tăng cân là 600.000 cho người lớn và 350.000 cho trẻ em. Thì nó là một cái sản phẩm mà với một sướng sĩ như Duy Trinh bán thì đã mang lại cái giá trị thực sự rồi. Cái này thì nó quá nổi tiếng rồi, cho nên là Duy Trinh sẽ để qua đây bên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với một cái điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Một cái ngày mà Duy Trinh muốn mang đến cho anh chị một cái điều đặc biệt. Và duy nhất chỉ có 300 đơn, chắc là chỉ có ngày hôm nay. Một chai nước hoa nữ đến từ Pháp. Và chỉ có 300 chai này. Bán đúng vào ngày sinh nhật của Duy Trinh nhá. Với giá chỉ còn giá gốc thì rất là cao, nhưng giá hôm nay được trợ giá cho anh chị và các bạn chỉ 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu nước hoa nữ kèm số điện thoại cho em. Chỉ 1.2 triệu thôi, duy nhất một ngày, duy nhất một ngày hôm nay, ngày hôm nay sinh nhật của Duy Trinh. 300 đơn của ai mà nhìn thấy cái ngày hôm nay và ngày mai sẽ chốt nha anh chị nhá. Ngày mai sẽ chốt. Và hôm nay là anh chị để số này, ngày mai bên em sẽ gọi điện cho anh chị này. Từ quý 1, từ quý 6 sẽ gọi điện. Cái chai đẳng cấp nhất của Paris Blur này. 1.200.000 cho 300 đơn thôi. Chỉ có 300 người được sở hữu cái chai này thôi anh chị nhá. 300 người thôi. Tại vì số lượng không có nhiều, cho nên là chai này là chai nữ. Một cái chai đẳng cấp nhất của Paris Blur nhá anh chị nhá. Đây là hãng của Pháp và Made in France anh chị. Yêu mến Duy Trinh thì anh chị nhận cái này, làm ơn đừng bóc xin, đừng xem dùm em, đừng có bóc cái xếp ngoài cho người dùm em. Anh chị á, anh chị cũng biết là mà cái đẳng cấp của Duy Trinh đã là luôn luôn mang đến cái sự, tất cả mọi cái đều Duy Trinh là thật. Tất cả là thật, con người thật và mọi thứ nó đều thật cả. Đấy, cho nên là anh chị để mà có một cái sản phẩm thực sự ấn tượng và chỉ dành cho một đơn duy nhất nha, một đơn duy nhất. Một đơn duy nhất thôi, mỗi người. Và chỉ có 300 cái chai nước hoa nữ này, đẳng cấp nhất của cái sản phẩm mà em đang bán, với giá chỉ 1.2 triệu thôi. 300. Em muốn 300 đơn thôi. 300 đơn nhanh nhá. Ngày kia là đừng có hỏi là còn hàng không nhá.
Hôm đấy vừa rồi ai cũng hỏi nước hoa nữ còn không thì em bảo là không còn. Tại vì cái chai này em chỉ để dành khi nào đúng sinh nhật của em bán. Em chỉ bán đúng một like duy nhất là sinh nhật của em mới giá này. Sau cái ngày hôm nay chai này thì không bao giờ còn cái giá này nữa. Em sẽ luôn luôn là một cái giá khác anh chị nhá. Với 1 triệu 2 với cái đẳng cấp của anh chị xịt nó không kém gì cái chai 3 triệu cả. Cái chai này là tương đương với 3 triệu rưỡi này. Những cái chai 3 triệu rưỡi thì nó tương đương với cái chai này. Cho nên là nước hoa nữ kèm số điện thoại cho em. Cái chai nước hoa nữ kia là không có hàng nhá. Hôm chai kia chỉ bán đúng có 3 like là không còn. Với mấy nghìn đơn 3 like trước là không còn đâu. Thì hôm nay chỉ có 300 người có cái chai nước hoa này thôi. 300 người được sở hữu cái chai nước hoa này nhá. Sinh nhật của Duy Trinh là một cái điều ấn tượng nhất anh chị. Nhớ là đúng ngày sinh nhật của Duy Trinh được tặng, bán được giá ưu đãi nhất có thể với giá 1 triệu 2 nhá. 100 mil chị ơi, 100 mil. Em đảm bảo với anh chị ngày mai anh chị, và anh chị lưu ý giúp em luôn, nhận hàng vui lòng em bao hàng cho anh chị. Cho nên là anh chị nhận hàng vui lòng nhận cho em nguyên đai, nguyên kiện, nguyên sen, nguyên cái size của bọn em. Anh chị đừng có tháo ra. Em nói với anh chị này, cái chai nước hoa hơn 1 triệu, một cái chai tương đương với giá mà thị trường mấy triệu, một người bán uy tín như em, thì anh chị khi mà anh chị nhận rồi, em sẽ đảm bảo cho anh chị check thoải mái. Khi mà anh chị nhận mà check không được, em tặng cho anh chị gấp 10 lần luôn. Tại vì em nói đã yêu mến Duy Trinh, đã biết Duy Trinh là thực sự rồi, thì anh chị vui lòng nhận hàng giúp em. Chứ làm sao mà nước hoa mà anh chị cái chai cao cấp mà anh chị muốn tháo ra mà anh chị xịt, anh chị xịt rồi anh chị hứng lên anh chị không nhận, thì em nói thật nhá, chỉ có chai nước hoa rẻ tiền mới cho anh chị xịt thôi. Còn cái chai cao cấp, cái hàng cao cấp, anh chị mà xịt một cái ra thì coi như cái chai đã vứt. Em về em không bán được cho ai. Tại vì nó phải nguyên đai, nguyên kiện, giao đến cho anh chị phải nguyên đai. Đúng không ạ? Đã đặt một là anh chị cảm thấy hài lòng, yêu thương em thì anh chị đặt chuẩn cho em. Tại vì cái em đã bán hàng thì chưa bao giờ em mang lại điều tiếng gì cả. Và cái đẳng cấp của em nó ở một cái sự thực sự là hoàn toàn khác. Nó không thể nào. Anh chị đến với em là đến với sự đẳng cấp, đến với cái made in France. Đây là cái mùi nước hoa 3 tầng hương duy nhất made in France. Cực kỳ, mà em nói chỉ có cái ngày hôm nay anh chị mới được đặt với cái giá ưu đãi nhất 300 nhá. 300 đơn thôi. Em bán cho 300 người thôi, và có muốn nữa cũng không có. Và lưu ý nè, cái chai nước hoa này em không bán nhiều. Em không bán, một người không bán quá 3 hộp nhá. Em bán một người không quá 3 hộp. Và một người chỉ được mua được tối đa 3 chai thôi. Người mua chai thứ 4 không bán nhá. Cái chai này với giá này, em muốn cho mỗi người đều được dùng cái chai này. Cho nên là đừng có hỏi cho chị 10 chai như mấy cái chai khác. Không bán. Chai này chỉ có bán mỗi người từ 1, 2 đến 3 chai. Mỗi người. Và chỉ có 300 chai thôi. Cho nên là ưu tiên mọi người mua một chai anh chị nhá. Ưu tiên anh chị mua một chai. Đó. Anh chị đang dùng những cái chai nước hoa khác, đã nhận những cái chai nước hoa khác của Duy Trinh cho Duy Trinh cái lời bình, đang dùng collagen của Duy Trinh cho cái lời bình luôn, đang dùng tăng cân, đang cho Duy Trinh cái lời bình đi ạ. Đó là điều mà thực sự đẳng cấp nhất ở ngày hôm nay Duy Trinh muốn mang lại cho anh, cho rất nhiều người có sở hữu cho mình một cái sự đẳng cấp vượt trội. Một cái mùi mà phải nói là xịn sò nhất của Paris Blur này. Một cái mùi xịn sò nhất và chỉ bán đúng trong ngày sinh nhật của Duy Trinh với cái giá ưu đãi. Còn cái chai này thì sau này không bao giờ có khuyến mãi. Tại vì cái chai này là đẳng cấp nhất của hãng này. Anh chị có biết là sự đẳng cấp nhất của cái hãng này là nó khác nhá. Đẳng cấp nhất của cái hãng này. Không có chị một trứng cá bạn ơi. Thực sự luôn anh chị, cái mùi này thì không 99.9% người không chê là cái mùi này. 100 người đến 99.99, tức là 1.000 người sẽ có 950 người đến 990 người là yêu mến nó, không ai mà chê được cái mùi này cả. Thứ nhất là 3 tầng hương. Đây là cái mùi mà thực sự là Duy Trinh ấn tượng nhất, và những người dùng và những người đẳng cấp đều ấn tượng nhất cái chai này. Anh chị nhá, ấn tượng nhất luôn.
Nhanh chân đi ạ, nhanh chân để em nói với anh chị nè. Cái chai này á là mạnh mẽ cá tính, quyến rũ và đam mê, đầy đam mê luôn. Đấy, cái nhóm hương là hoa phương đông. Đấy. Vani này, trái cây này, cam này. Đó. Nói chung là cái độ tỏa hương là 2 mét. Và cái này dùng ngày, dùng đêm, dùng xuân, dùng thu, dùng đông. Đấy, anh chị đều có thể dùng được. Đấy. Và nó có 3 hương. Hương đầu, hương giữa và hương cuối. Đấy. Hương đầu là hương trái cây, hương bưởi, hương tiêu nồng, hương hồng. Và cái hương giữa là hoa nhài. Anh chị lưu ý nè. Nước hoa đẳng cấp của người Pháp ấy, khi mà anh chị xịt lên nó sẽ ra một mùi. 2-3 tiếng sau nó ra mùi khác. Cho nên là 2-3 tiếng đừng có đi kiếm cái mùi đầu nữa. Mà nó đã ra cái mùi khác rồi. Đấy là cái đẳng cấp của người Pháp, anh chị nhá. Những người mà am hiểu về nước hoa thì người ta mới hiểu được chuyện đó. Đừng có nghĩ những cái nước hoa mà xịt vào nó sốc lên mũi mà anh chị bảo nó tốt. Không phải. Đừng có mua hàng fake. Hãy mua hàng đẳng cấp. Hãy mua hàng chuẩn cho em. Nhá. Hãy mua hàng chuẩn cho em. Hãy mua hàng đẳng cấp cho em. Đừng có mua cho mình một cái sản phẩm mà để cho người đối diện phải khó chịu với mình. Để cho mình nâng cấp mình lên, làm con người mình thực sự đi ra ngoài sạch sẽ và xịt cho mình một tí nước hoa. Đó là chúng ta sẽ mang cả một cái tư tưởng, mang cả một cái flow của mình ra ngoài. Mình thể hiện mình có một cái cá tính thực sự là rất đặc biệt. Và hôm nay và những người thực sự gặp Duy Trinh ở đây, nghe Duy Trinh đúng vào ngày sinh nhật của Duy Trinh, thì anh chị sẽ nhận được một cái điều duy nhất chưa bao giờ Duy Trinh làm. Đó là bán 300 đơn hàng với giá thực sự là không bao giờ anh chị nhận được cái giá này. Tại vì cái đẳng cấp của cái chai này nè, Duy Trinh thứ nhất là cái giá của nó cực kỳ hợp lý nè. Là Duy Trinh sau này sẽ không bao giờ khuyến mãi cho cái chai này cả. Tại vì cái chai này nó đẳng cấp nhất của hãng này. Hãng này không hỗ trợ bất cứ một đồng luôn. Không hỗ trợ Duy Trinh bất cứ một đồng. Tại vì nó cái mùi nó thực sự đẳng cấp nhất của hãng này. Anh chị hiểu mỗi hãng nó có 1-2 mùi đẳng cấp. Đấy, thì đây là cái mùi đẳng cấp nhất của cái hãng này. Với 1.200.000 với chỉ có 300 đơn hàng. Em không biết là bao nhiêu, để em xem này, 300 hay là chỉ còn có 200 mấy để em thôi này. Để coi. Thực sự thì nếu mà một line này, và anh chị nếu mà cảm thấy mà đã mua được cho mình cái giá này thì vui lòng nhận hàng. Nếu mà đúng hàng của Duy Trinh, thanh toán giúp em. Sau đó thì anh chị mới được dùng anh chị nhá. Còn nước hoa đẳng cấp mà anh chị tháo ra, anh chị xịt, anh chị test ưng này để lấy thì anh chị không bao giờ mua được một chai nước hoa đẳng cấp đâu. Tại vì không có ai cho anh chị tháo cái chai xịn của người ta ra anh chị thử. Giống như cái anh chị mà nó không còn giá trị nữa. Đấy, mai em mà mang về là coi như không còn giá trị, không thể nào bán cho ai được. Tại vì cái tâm của người bán, nếu mà đã tháo ra rồi thì người ta lấy cái chai khác người ta nhét vào thì sao? Đấy, đó là một cái điều mà anh chị phải hiểu được. Nước hoa mua ở người uy tín, đặt niềm tin ở người yêu quý, nó thực sự quan trọng. Tem chống hàng giả từ nhà sản xuất duy nhất cái hãng của em mới có cái này. Còn tất cả những cái hãng nước hoa nổi tiếng khác không bao giờ có cái tem chống hàng giả như thế này. Thực sự đấy là một cái điều mà em đi một cái hướng mà nó phải khác biệt. Có sự khác biệt. Đó. Tăng cân 52 tuổi có uống được? Dạ, uống một liệu trình thôi, đừng uống nhiều. 600.000 một liệu trình cho người lớn nhá. 400.000. Cảm ơn tất cả anh chị. Một tăng cân ok chị Hạ Trần. Anh có nước hoa gì anh? Anh chỉ bán duy nhất ngày hôm nay 1.200.000 một chai. Với cái giá của cái sản phẩm này tương đương với những cái giá trị của những cái sản phẩm tương đương nhá. Tức là giá của nó sẽ không phải là 1.200.000, nếu mà sau này sẽ là một giá khác. Nhưng cái chất lượng của nó tương đương với những cái sản phẩm khoảng 3.500.000. Đây là một cái mùi hương đặc biệt nhất của hãng Pháp này nhá anh chị nhá. Người thật hàng thật, cảm ơn bạn. Nước hoa nữ kèm số điện thoại cho Duy Trinh nhá. Cảm ơn Huyền. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn rất rất nhiều anh chị. Và cảm ơn tất cả những cái số đặt hàng. Tăng cân, cảm ơn Trịnh Thần. Tăng cân là 600.000 một liệu trình cho người lớn. Đó. Ăn được, ngủ được, tăng hấp thu. Và anh chị đã biết em bán cái này 2 năm rồi, đúng không ạ? Và đến bây giờ những người dùng quay lại, thực sự nó là một cái sự ấn tượng. Ăn được, ngủ được, tăng hấp thu. Và quan trọng nhất là nó không tích nước. Tăng được mà nó không có giảm. Đó, ok, ngày mai, hôm nay anh chị mà đã nhìn thấy thì cố gắng cho mình
có mua hàng được đúng ngày sinh nhật của Duy Trinh, nó là một cái, thực sự là cái duyên mới mua được. Tại vì cái ngày thường 365 ngày và anh chị sẽ không bao giờ mua được một cái giá ưu đãi cho của từ Duy Trinh đâu. 600.000 cho người lớn, 350 cho trẻ em nhá. Tăng cân thảo mộc, tăng cân mộc đà, một chai nước hoa kiểu này chắc là mai không có đủ hàng bán đấy, kiểu này là mai không có đủ hàng bán luôn này. Hôm nay em nhìn thấy chắc có khoảng 300-400 rồi, 200-300 rồi, hay trăm mấy 200 thì em cũng biết được, cái chút này nó bị vấn đề. Ba tầng hương nó là một cái điều mà chỉ có người Pháp họ mới mang lại cho cái giá trị của cái sản phẩm. Họ tinh túy lắm, nó rất là tinh túy anh chị ạ. Và nước hoa thì đừng, anh chị nên nhớ này, nước hoa nó có một số cái nguyên tắc của chúng ta nên nhớ. Chúng ta khi mà xịt lên cái cổ tay ấy, cái cổ tay là cái chỗ mà trung tâm mà di chuyển mạch máu này, thì nó sẽ làm cho cái mùi nước hoa nó rất là đặc biệt. Và nó, khi mà anh chị xịt ra đây, anh chị sẽ cho vào những cái chỗ mà anh chị cần. Và đừng có trà sát, nó sinh ra nhiệt, nó làm thay đổi mùi nước hoa. Và thậm chí là nó làm cái thời gian lưu hương nó ít hơn đấy. Còn anh chị xịt ra tóc thì nó lâu hơn, xịt ra da, xịt ra áo nó lâu hơn da ha anh chị nhá. 1.2 triệu với giá ngày sinh nhật của Duy Trinh trợ giá cho anh chị. Nhà sản xuất không trợ giá sản phẩm này. Và chỉ có đúng 300 chai cho tất cả anh chị các bạn yêu mến nhất nhá. Bỏ nó qua một bên, chắc là ngày mai là ngày kia mà anh chị mà hỏi và còn không thì chắc là không còn đấy anh chị ạ. 5 collagen tặng 1 và 1 phần quà, đúng rồi ạ. Chuẩn thôi. 5 tặng 1 và 1 phần quà nhé bạn nhé. 5 tặng 1 và 1 phần quà. Mua 3 có quà, mua 5 là siêu quà. 5 tặng 1. 5 hộp có 2.250.000 thôi. Mà được tặng thêm 1 hộp và 1 phần quà nữa. Quà chúng ta có thể lấy son, lấy phấn, collagen 450.000 bạn ạ. 450 một hộp nhé. 450.000 một hộp. Hộp 60 viên bạn ạ. Mua mật à, bạn uống một ngày từ 2 đến 3 viên nhé. Bạn uống một ngày từ 2 đến 3 viên giúp mình. Đó. Anh chị đợi em xíu nhé. À, trong khi đợi thì anh chị nghe một cái bản của em trên YouTube nhé anh chị nhé. Đợi em một xíu ạ. Đợi em xíu. Không có cái câu cuối nữa đâu. Đừng có chờ. Chẳng có lại chút hồn nhiên. Ánh mắt cô đang chấp chứa nơi đeo. Cực tình đi qua cho em, mang bao tiếc nuối trái tim. Vỡ tan nhận lại những cánh rụng rời, sẽ có về nhau giây phút tuyệt vời. Miền đời đau như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau. Mình em khi em như hoa nhạt màu, chính quyền khi ta có nhau những phút hôm nay lần đầu. Trước tim càng thêm nhói đau, cánh hoa tàn dưới chân nàng. Lời ca tôi gian dài theo mọi tình. Sự lây trên cánh lụa hồng, hãy đưa mắt em ngắm trông. Mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng. Lời... Ok, để Duy Trinh hát cho anh chị. Thank you cơ chế, nước hoa nữ tăng cân, cảm ơn bạn. Có một cái bài này cũng rất là chill này. Anh chị cứ để số đi ạ. Bài mới nghĩ ra quên mất rồi. Bài gì ta?
bài gì tự nhiên quên khơi khơi luôn thiệt. Nhớ biết à đây. Ấy. Bài này sao tự nhiên Trinh thích hát thế chứ không biết nữa. Là khó hiểu lắm nhá. Lắm lúc thực sự là khó hiểu. Có những cái mà nó thực sự là khó hiểu luôn. Này rất là đặc biệt đấy, cho nên là với 300 người được sở hữu cái chai nước hòa Made in France, một cái mùi đẳng cấp nhất của cái hãng Duy Trinh đang bán với giá 1,2 triệu, thì nếu mà thực sự không biết là còn bao nhiêu tại nãy giờ, thực sự là số quá nhiều, cho nên thành ra là không biết là những ai còn ai không. Và nếu thực sự anh chị gặp Duy Trinh ở trong cái buổi sinh nhật của Duy Trinh ngày hôm nay thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Ba collagen, cảm ơn An Mai, cảm ơn bạn. Nhớ đòi quà cho mình nhá. Ba collagen thì chắc chắn phải đòi quà ha. Tặng một son, một phấn, một sữa rửa mặt, một tẩy tế bào tùy em chọn. Cảm ơn em. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời là Duy Trinh đã mang đến cho tất cả những phái đẹp một cái mà những ai ra đang đẹp thì càng phải uống, đang đẹp cũng phải uống, bị thâm bị nám, da không trắng sáng và da không căng và không có tính đàn hồi, không có tính đàn hồi thì chúng ta hát bài này 10 lần à. Trời ơi, bài này hát thế chứ mệt phết đấy. Bài này mệt lắm á. Có những cái bài không phải là bài nào cũng hát được đâu. Để Duy Trinh hát cái bài này. Ôi sao dạo này nó cứ mất hết. Anh chị có nghe có ổn không? Em thấy nó sao nhỉ? Là bài này khác đi. Là bài nào mà nó có cảm xúc tí. Ok, cái chế nào cứ để số lại đi. Để số cho em một lần thôi nhá. Để số một lần thôi. Duy Trinh hát nửa bài này nè. Duy Trinh ngồi đây nói chuyện với anh chị nè. Thank you, hát mê say lần nãy giờ số nhảy bốp 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 mà ngồi hát mê say luôn. Tại vì hôm nay nó là một ngày rất là đặc biệt của Duy Trinh và ngày sinh nhật của Duy Trinh, và ngồi hát đến tất cả anh chị các bạn nghe. Chỉ có ngồi ở nhà và chờ anh chị đến giờ và hát cho anh chị nghe thôi. Đó là điều rất là tuyệt vời mà Duy Trinh muốn mang đến cho tất cả anh chị các bạn một cái mùa Vu Lan này ha. Và cũng xin nhắc lại một lần cuối Duy Trinh nhắc lại. Ngày hôm nay sinh nhật của Duy Trinh sẽ bán 300 đơn hàng nước, một cái mùi nước hoa tinh túy nhất của Pháp và cái mùi mà em đang bán của cái hãng này với giá chỉ là 1,2 triệu. Anh chị đừng có hỏi là giá gốc nó bao nhiêu, tại vì cái chai này, cái sau này không bao giờ có khuyến mãi, em nói với anh chị thực sự luôn, tại vì nó quá đẳng cấp, một cái mùi đẳng cấp nhất của cái hãng Paris này anh chị nhá, đẳng cấp nhất Made in France. Và hàng này thì em nói với anh chị sẽ bao yêu luôn. Tại vì cái sản phẩm này hôm nọ giờ anh chị có hỏi có nước hoa nữ không mà em bảo là không có hàng. Mặc dù ở trong kho em có. Tại vì em biết đến cái ngày sinh nhật của em muốn tạo ra một cái gì đó cho tất cả 300 người. Nếu có duyên thì sẽ nhận đến cái sản phẩm này của em. Và một người không mua quá 3 chai anh chị nhá. Một người không mua quá 3 chai với giá 1,2 triệu thôi. Với cái chất lượng vượt trội tương đương với giá khoảng 3,5 triệu. Chất lượng của nó tương đương với những cái sản phẩm khác 3,5 triệu ở bán ở trên thị trường. Đó là Duy Trinh muốn mang lại một cái sự cam kết cho anh chị thực sự luôn, đẳng cấp và đẳng cấp nha. Còn bây giờ thế quay trở lại với những cái sản phẩm mà Duy Trinh hay bán, đó là những cái điều mang lại cho Duy Trinh cái đẳng cấp. Ở đây có tăng cân, có giảm cân anh chị nhá. Tăng cân kèm số điện thoại, giảm cân kèm số điện thoại. Và lưu ý, giảm cân 1,1 triệu tặng cho anh chị một gen tan mỡ này. Và rất là nhiều cái bệnh mà không có thể dùng nhá. Những ai bị bệnh lý nền là chúng ta không dùng giảm cân được nhá. Bị cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch đó. Hoặc là bị biếu cổ hay là bị gì đó thì chúng ta không dùng giảm cân. Giảm cân không thể dùng cho những người có bệnh nền ha. Và 18 tuổi đến 55 tuổi là những người có thể dùng. Quá tuổi hay là dưới tuổi chúng ta không nên dùng. Nước hoa, cảm ơn. Những ai đang dùng collagen, đã dùng nước hoa của Duy Trinh, cho Duy Trinh một cái lời bình ạ. Xin một cái lời bình thật lòng. Một cái lời bình thật lòng ạ. Bây giờ là Duy Trinh nói 10 không bằng một anh chị cho một cái lời bình. Thực sự luôn, cảm ơn Bình Nguyên. Đấy, rất là nhiều, nhưng mấy nghìn người đầu tiên đã nhận được nước hoa của Duy Trinh, cho Duy Trinh cái lời bình đi ạ. Cảm ơn chị Bích cho mình nước hoa nữ. Số điện thoại ngày mai mà ngày kia là không có cái giá này nè. Tại vì có rất là ít. Tại Duy Trinh chỉ bán tri ân đến 300 khách thôi nhá. Hồi này số nhảy như ngựa hả, cảm ơn em.
Thực sự nó nhìn số mà thấy ngán luôn ha. Số nó nhảy nhiều quá ha. Ok anh chị, chỉ cần để số cho em một lần thôi, đừng có để nhiều lần nhá. Để số cho em một lần thôi. Để số cho em một lần. Ok. Mùi nữ rất thơm, cảm ơn em. Mà cái này nó còn thơm hơn cái mùi nữ trước cơ. Nó còn đặc biệt hơn cái mùi nữ trước. Nó là đẳng cấp hơn cái mùi nữ trước nữa. Tại vì cái này thì nhà sản xuất họ không trợ giá. Tại vì đó là cái mùi đỉnh cao của họ rồi. Họ không có trợ giá. Họ không có trợ giá. Nhưng cái này là trợ giá của Duy Trinh nhá. Cái sản phẩm trước là nhà sản xuất họ trợ giá. Còn cái này là không, Duy Trinh trợ giá nhá. Cái này là Duy Trinh trợ giá. Tại vì hôm nay là sinh nhật của Trinh mà. Kem chống nắng 290, đúng rồi, cảm ơn em. Nước hoa. Nhanh chân ạ, mỗi người chỉ được một chai thôi. Mỗi người chỉ được một chai và không được mua lần hai luôn. Nhá, không được mua lần hai. Cái chai này là không được mua lần hai nhá. Cái chai này không được mua được lần hai. Tại vì em nói với anh này, cái đặc thù của những cái công ty ấy, muốn tạo ra một cái thương hiệu thì người ta họ dùng marketing rất nhiều và chiếm đến 50% giá. Thế anh chị cứ tin đi. Một chai mà nếu mà marketing như những cái chai khác thì cái giá trị của nó thì nó tăng kinh khủng lắm. Tại vì để mà thực sự mà từ nhà máy về đến Duy Trinh và về đến luôn tay của anh chị là cái giá trị của nó thực sự rất lớn. Đó. 1,2 triệu nhá. Và giá sau này không bao giờ là cái giá này. Anh chị đừng có quan tâm nó là bao nhiêu tiền. Mà quan tâm là ngày hôm nay chỉ với 300 người mua được giá 1,2 triệu thôi. Những ai đã từng dùng sản phẩm của Duy Trinh thì anh chị hiểu cái đẳng cấp của Duy Trinh ở như thế nào rồi. Những cái sản phẩm em bán và Duy Trinh mà kết hợp với người Pháp, kết hợp với một thương hiệu Pháp thì nó lại ra một cái hoàn toàn lên một cái đỉnh cao khác. Một cái đỉnh cao vượt trội luôn. Nha, một cái đỉnh cao thực sự vượt trội. 1,200,000 với 300 người. Bỏ nó qua một bên, chắc chắn là hết hàng đó. Bỏ qua một bên bây giờ. Một hoa nam một chai. Ô, nước hoa nam vẫn còn. Nước hoa nam vẫn còn. Nam cũng chỉ 1,2 triệu thôi. Nước hoa nam thì rẻ hơn rồi. Mùi này thơm hơn à? Rất là tuyệt vời nhá. Ok Như, cảm ơn tất cả. Còn ở đây thực sự là em 100ml ạ. 100ml. Hôm nay với 300 người chỉ mua với giá 1,2 triệu thôi. Mà nãy giờ thì số nó nhảy thì không biết là có còn đủ không. Nhưng mà anh chị cứ để, nếu mà thực sự có nhu cầu thì để nhá anh chị nhá. Để số và mỗi người chỉ được mua một, tốt nhất là mỗi người chỉ được mua một chai thôi ạ. Mua cho em một chai thôi nhá. Ok, nước hoa. Trời, số nhảy thế này thì chắc là không có đủ hàng rồi. Còn 50 đơn nữa, còn 50 người nữa. Đó, anh chị hãy coi này, bên em đang check cái trên cái đơn hàng ấy. Bên em đang check ấy. 250 đơn là còn 50 đơn nữa anh chị ạ. 50 chai nước hoa nữa. Còn 50 chai nữa, kỹ thuật của em báo còn 50 chai kìa anh chị. 50 chai nữa thôi. Không bao giờ có cái giá này. Cái này sau này, tại vì nhà sản xuất họ không có ưu đãi cho cái sản phẩm này. Tại vì cái sản phẩm đinh đẳng cấp nhất của họ. Cho nên họ không có khuyến mãi, không có làm gì hết trơn ấy. Nó quá đẳng cấp. Tại vì giá trị của nó khoảng, so với những cái sản phẩm cùng loại nó tầm khoảng 3,5 triệu. Chứ không bao giờ như thế này đâu. Thực sự luôn. Nước hoa nữ kèm số điện thoại cho em. Và nước hoa đúng ngày sinh nhật của Duy Trinh chỉ có mấy trăm người thôi. Không có nhiều. Còn đúng 50 người, lúc nãy giờ nhảy thêm 10 người nữa. Còn 40 người. Rồi, 39 người. 4 cái nữa là 35 người. Mỗi người chỉ được mua một, tốt nhất là mua một chai cho em nha. Cho em cái lời bình nữa. Tại vì thực sự luôn, với 300 chai thì nãy giờ thì không biết là có còn bao nhiêu nữa. Mới báo là còn 50 và nãy giờ nhảy chắc còn 20-30 rồi. 3 collagen, cảm ơn An Mai. 1 nước hoa 3 collagen, cảm ơn người đẹp. Cảm ơn. Nhớ đổi quà nhá. Giảm cân 1,1 triệu bạn ơi. 1,1 triệu về liệu trình giảm cân. 1,1 triệu một liệu trình giảm cân. Giảm từ 3-7 kg. Và đặc biệt là những bệnh không được dùng nhá. Có bệnh không dùng giảm cân cho em. Sức khỏe đã. Đừng có lo giảm cân mà không lo lên sức khỏe mình, nó nguy hiểm lắm. Ở đây ấy, chỉ có tăng cân ấy. Ở thời điểm này mà tăng cân thì nó thực sự đẳng cấp hơn này. Tăng cân 600,000 cho người lớn. Đó.
nước hoa mùi thơm quý phái. Cảm ơn ạ. Nhanh tay nước hoa thật tuyệt. Cảm ơn chị Hồng Hoa, em cảm ơn chị. Cảm ơn những phần quà của FC11 nhá. Cảm ơn FC111 đã gửi Duy Trinh một cái món quà thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Ok chị Đào Phạm, nước hoa. Trời ơi, nước hoa này, nhảy như thế này chắc mai lại thiếu rồi. Chế nào mà thiếu thì lấy chai nam nữ nhá. Kiểu này chắc thiếu chắc luôn. Hình như còn 100 chai nam nữ á. 100 chai nam nữ, hình như còn 100 chai thôi. Ở đây có 100 chai nam nữ nha. Ngày mai nếu mà lỡ hết nước hoa nữ thì anh chị hãy chuyển qua cái chai nam nữ này. 1.280.000, chỉ còn 100 chai thôi. Còn 100 chai thôi, Duy Trinh nói dốc mất lọc. Nhá, để Duy Trinh xem cái tồn kho này. Để đợi Duy Trinh. Đợi xíu Duy Trinh xem cái tồn kho nó còn bao nhiêu chai nam nữ này. Đâu mất tiêu rồi. Tồn kho. Trời, cái tồn kho đâu trời. Hơi khó chịu quá. Anh chị ơi, 279 chai thôi chứ không có 300 chai đâu nhá. Unveil. Đúng rồi, còn đúng 100 chai Unveil. Cái mon đen là còn 279 chai thôi. Nó không có đủ 300 chai luôn đấy nhá. Cho nên là nhanh tay ngày mai mà nếu mà có ưu đãi thì lấy với. Còn đúng 100 chai Unveil nào thôi nhá. Chai nam nữ, chai cá tính này. Chai này là 1.280.000. Khuyến mãi rồi ấy. 1.6 khuyến mãi, còn 1.280. Còn đúng 100 chai. Anh chị nhá. Đó. Còn đúng 100 chai thôi. Cái chai này này. Cho nên là cũng nếu mà ai có nhu cầu mà cái chai mà nam nữ cá tính hơn thì dùng cái chai 1.280.000 nhá. Còn cái chai 300 cái chai mà bây giờ là 300 chai mà cái giá của Duy Trinh ấy, giá sinh nhật nó là khác nữa anh chị nhá. Là cái giá này không bao giờ có, mai mốt cũng không bao giờ có, không khuyến mãi luôn. Tại vì cái chai nó là chai đẳng cấp nhất của bên công ty. Collagen. Cảm ơn ạ. Tại vì em nói với anh chị là tại sao em mua collagen của Duy Trinh, tại sao lại nhiều người dùng như thế, tại sao lại rất nhiều người dùng và tại sao mấy năm, 2 năm, 2-3 năm mà Duy Trinh bán online mọi người đều yêu mến. Đấy là cái đẳng cấp của người bán một cái sản phẩm thực sự cao cấp. Anh chị nhận collagen của Duy Trinh không có ai chê được cái sản phẩm của Duy Trinh cả. Thực sự luôn, chăm chút từng tí một. 5 collagen, 1 nước hoa. Cảm ơn người đẹp nhiều. Đó. Anh chị sẽ hiểu được tại sao mà Duy Trinh mang lại cái giá trị lớn như thế. Lý do là cái người mà có tâm có tầm thì luôn luôn sẽ làm những cái điều khác biệt với tất cả mọi người. Và tại sao lại được mọi người yêu mến như thế. Đó là một cái đẳng cấp thực sự. Với 450.000 một hộp nước hoa, hộp collagen này uống được trong vòng 1 tháng. Còn ai có điều kiện thì 21 ngày. Tại hộp là 60 viên. Đó, mua 3 có quà, mua 5 siêu quà. Đến với Duy Trinh á, đến với cái sản phẩm cao cấp, đến với cái sự làm đẹp. Đặc biệt là những ai bị da bị lão hóa sớm, da bị chảy xệ và da bị thâm, bị nám, da không đẹp. Và đặc biệt những người đang đẹp thì càng phải uống. Đẹp thì càng phải uống nhá. 450.000 một hộp cho mình một lọ tăng cân. Cảm ơn bạn, còn đọc đúng chữ Mộc Đà nữa. Cảm ơn bạn. Uống vừa thôi nhá, đừng có uống nhiều nhá. Người lớn uống đến hộp thứ 3 nghỉ. Trẻ em một hộp rưỡi thôi, đừng có uống nhiều quá, đừng có lạm dụng. Nó là thảo mộc tăng cân thật, nó thảo mộc quý thật. Cái gì cũng dùng nó vừa phải thôi ha. 600.000 cho người lớn, tăng từ 3 đến 8 kg nhá. Anh hãy đọc những cái comment của những người dùng sản phẩm của em ấy, anh sẽ hiểu nhá.
anh sẽ hiểu, tại vì anh bị tức là bây giờ người ta làm sai nhiều quá, thành ra nó lại thành một cái gọi là cứ nghĩ đến online là người ta sẽ không cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên Duy Trinh sẽ mang lại một cái làn gió mới, một cái sự khác biệt, một cái sự khác biệt hoàn toàn khác hẳn luôn. Ba hộp collagen, cảm ơn Chi Ân. Ba hộp collagen, cảm ơn bạn. Collagen ok Hạnh Sơn. Thực sự luôn, những ai đã đang dùng đang uống 2 viên, 3 viên cho em cái lời bình đi ạ. Đang uống 2 viên hay 3 viên. Tại thực sự là ở đây rất là nhiều người đã dùng cái này của em. Tại vì mấy trăm ngàn người dùng các bạn. Sao mà Duy Trinh càng nhìn càng nhăn vậy? Nhăn sẵn đấy bạn ơi, mình 4 tứ tuần rồi. Bạn muốn gì nữa? Tứ tuần rồi, tuổi con trai mà. À, ngày xưa đen xấu già. Mà năm ngoái bạn mà năm kia nhá, cách đây 2 năm bạn mà nhìn mình là bạn không muốn nhìn luôn. Mình hứa với bạn một điều là bạn vào bạn xem cái video cũ của mình ấy, cái video hơn 10 triệu view ấy, bạn nhìn là bạn nhìn bạn không muốn nhìn luôn. Bây giờ nhìn là đỡ lắm rồi đó. Tại ngày xưa quá xấu, tại ngày xưa đi ngoài đường nhiều, nắng nôi nhiều, nó cháy, nó sạm da đi thì nó xấu. Bây giờ uống collagen 1 năm trời rồi, đúng không? Với lại cộng thêm mình cũng không phải đi ra ngoài nhiều như ngày xưa nữa. Thế là cái mặt nó cũng đỡ hơn, nhìn đỡ, dễ nhìn hơn. Nó đỡ xấu hơn chứ không phải là đẹp. Tại vì từ một người rất là xấu, rất là đen, rất là xấu, bây giờ nhìn đỡ xấu hơn đã là sự vượt bậc rồi. Nó là sự khác rồi. Đó là một cái sự khác biệt rồi. Anh chị cũng không thể nào mà đòi hỏi hơn nữa. Từ một cái người quá xấu, rất xấu mà đến bây giờ nó đỡ xấu hơn thì thực sự nó cũng... Đúng không ạ? Em dùng collagen hơn 1 năm rồi, da rất ok, cảm ơn em. Rất là nhiều người đã dùng cả năm trời cùng với Duy Trinh này. 450 một hộp em ạ. Và đặc biệt có một điều anh chị nói á, thực sự luôn. Một người mà ngày nào cũng live stream và ngày nào cũng uống trước mặt anh chị. Thì ở live stream chưa có ai làm được việc này. Chưa có ai bán hàng mà làm được điều này. Họ chỉ uống cho anh chị được 1 lần, 2 lần. Còn cái người này, ngày nào cũng live stream 365 ngày thì mất 350 ngày ngồi live trước màn hình. Uống ngày từ 2 đến 3 viên cho anh chị. Đúng ạ, chỉ có Duy Trinh thôi. Anh chị chưa thấy ở đâu có cái điều này. Đúng ạ, mình đang uống collagen hộp thứ 9 rồi. Dạ, cảm ơn ạ. Nước hoa của Pháp chị ơi, nước hoa của Pháp made in France. Made in France. À, đúng xấu thiệt, đúng đấy, bảo ngày xưa xấu thật luôn, xấu lắm. Còn bây giờ gọi là, phải nói là nhìn đỡ xấu. Nói thẳng một câu là bây giờ nhìn đỡ xấu. Tại sao Duy Trinh bán được nhiều? Tại vì mọi người biết Duy Trinh từ một người dược sĩ ngồi đen xấu, nhìn chán đời, ngồi hát ở tiệm thuốc Tây. Mọi người biết còn gọi Duy Trinh là dược sĩ khùng này. Tại vì cứ ngồi hát lêu nghêu ngào vậy. Quá xấu luôn. Thực sự, 5 collagen tặng 1 và 1 phần quà nữa bạn ơi. 5 tặng 1, 5 hộp tặng 1 hộp này. Tặng cho bạn 1 phần quà. Kem chống nắng này, sữa rửa mặt này, son bao dùng này, phấn bao dùng, sữa rửa hay là tẩy tế bào, hàng bao dùng, hàng tặng, hàng bao dùng cho bạn luôn. 5 là siêu quà, 5 collagen kèm số điện thoại cho mình. Ok, rất là nhiều người nhắn tin, mà nếu mà anh chị nhắn tin này để xem là sợ mà để ưu tiên ai đó, tại vì với mấy trăm đơn này thì có lẽ là không có đủ bán đó. Năm trăm thế này thì làm sao đủ ta? Đen nhưng duyên à? Công nhận ngày xưa anh xấu, mày nói vừa thôi đạt, mà làm gì mà chê anh mày dữ vậy? Anh mày tự chê được rồi. Mày ngồi vào đấy mới chê anh. Bây giờ anh vẫn xấu nhưng đáng yêu. Cảm ơn em. Đấy, những người đấy mới là những người nói thật. Không xấu lắm em ạ. Anh nhìn lắm lúc anh nhìn cũng không đến nỗi xấu em. Đâu có xấu đâu. Không có xấu, không xấu lắm em. Nhìn được. Nhìn dễ nhìn mà không có xấu. Đừng có nói xấu quá. Xấu quá làm gì đến nỗi xấu quá. Nhìn cũng tứ tuần như thế này là được rồi. Nhìn không xúc phạm người nhìn là được. 450 một lọ em ạ, 450 một hộp 60 viên. Mua 3 có quà em nhá. 450.000 một hộp như này, hộp 60 viên em ạ.
anh Trinh giờ đẹp hẳn trên lúc trước, nhờ mập nhìn đen, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Tăng cân rất an toàn, cảm ơn em. Không những tăng cân mà ở đây có giảm cân nhá. Tăng cân với collagen là thực sự là hai thứ mà Duy Trinh mang theo mình suốt thời gian qua. Đó, ở đây em có dưỡng cao cấp nhá. Những ai mà muốn có một cái làn da thực sự ấn tượng, và đặc biệt là da những ai bị lão hóa sớm, da bị nổi chỉ máu, da bị mỏng, hoặc là da bị mụn, da bị thâm, da không đẹp ấy, anh chị có thể dùng cái dòng dưỡng cao cấp này. Mỗi một hộp dưỡng 900 nghìn là tặng cho anh chị một cái sữa rửa mặt sạch da, giữ ẩm, ngừa mụn. Đây là một combo dưỡng cao cấp. Dưỡng kèm số điện thoại nhá. Đó là mà mỹ phẩm cao cấp Queen Line anh chị nhá. 900 nghìn cho người lớn, đừng quên đó. Dưỡng và Duy Trinh có nám tàn nhang đồi mồi 950 nghìn, và mỗi một chai nám tàn nhang này đều có quà ha. 950 nghìn một chai nám tàn nhang. Đừng quên Duy Trinh có nám, có dưỡng cao cấp anh chị nhá. Cảm ơn chị Hồng Hoa, vẫn ngon lắm. Nói vẫn ngon lắm nghe thấy thấy mệt ghê luôn. Cái gì ngon em ấy, dưỡng tuyệt vời, cảm ơn ạ. Kem dưỡng cao cấp càng dùng càng đẹp. Cảm ơn chị Hồng Hoa. Ok, chị nay dùng dòng dưỡng là được. Chị dùng cái dòng dưỡng thôi. Ở bên em có cái dòng dưỡng ấy, có hai dòng dưỡng, một dưỡng phục hồi, là chị dùng cái dòng dưỡng thôi, đừng dùng nám nữa. Tại nám chị đẹp rồi, bây giờ chị hết nám rồi, chị dùng dòng dưỡng cho em nhé. Trên ngôi nhà cũ phố dây leo kim rào, chính biết kim phương trời nào. Lấy vợ đi anh. Anh làm gì có người yêu. Anh đang sợ ế đó này. Đấy. Đúng rồi Anna. Cảm ơn. Collagen rất tuyệt vời. Cảm ơn em. Đấy đấy. Những cái comment đấy là điều thực sự rất là... Đó em là không đẹp nhưng mà ở đây em có cái gì? Em có sự chân thành. Anh chị quý Duy Trinh không phải là Duy Trinh hát hay, không phải là Duy Trinh đẹp, mà anh chị thích sự chân thành của Duy Trinh, thích cái thật của Duy Trinh, thích những cái sản phẩm thật, giá trị thật, con người thật và cái tâm. Đúng không? Mà người ta bảo là có đức thì mặc sức mà ăn. Đúng không ạ? Làm cái gì cũng vậy. Có đức mặc sức mà ăn. Không cần phải láu cá, không cần phải sanh nạnh, không cần phải đi làm những cái chuyện không hay, hay là đi làm những cái thứ mà tạo ra mất cái đẳng cấp, mất cái giá trị, mất cái con người của mình đi. Không bao giờ làm. Đấy là cái điều chắc chắn. Không phải là thuốc tăng cân, mà ở đây chỉ có thảo mộc tăng cân thôi em nhé. 600 ngàn cho người lớn nhé. Tuyến giáp thì không uống em ơi. U tuyến giáp, biếu biết các thứ là mang thai thì đừng có dùng. Tuyến giáp này đây bác sĩ không không có chống chỉ định, nhưng mà anh không muốn, tại vì anh không chắc chắn, tại vì anh là dược sĩ mà anh không biết chắc chắn nó có ổn cho em không, nên là nhà sản xuất cho uống nhá, anh nói là đừng có uống. Kem chống nắng là 290 bạn ơi. Mua 2 tặng 1 thỏi son nhá. Cảm ơn Ngoan, happy birthday. Ok. Em thích anh ấy dài à? Giảm cân là 1,1 triệu nhé bạn nhé. Giảm cân là 1,1 triệu về liệu trình. Và những ai mà có bị bệnh thì đừng có dùng nhé. Bị bệnh đừng có dùng. 450 nghìn một hộp em ạ. Đẳng cấp lắm. Ở đây anh chỉ không bao giờ anh nói là nó tốt. Tại vì tốt thì hãy xem những người dùng, người ta đánh giá cái kìa. Còn ở đây anh chỉ nói tại sao nó tốt thôi. Cái thứ nhất là nguyên liệu là ok nhá, nguyên liệu nhập này. Cái thứ hai, đây là một cái sản phẩm đạt chuẩn GMP ha. Nó là một cái công thức đấy, và nó gồm collagen, gồm sữa ông chúa, gồm vitamin E và một cái công thức như thế này. Và anh chị sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thực sự rất đẳng cấp anh chị ạ. Thực sự là em chăm chút từ cái gì? Từ cái bảo quản, từ cái hộp, từ cái chai, từ cái sen. Anh chị bóc ra rất là khó đấy. Nó thực sự là đẳng cấp luôn. Anh chị sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cái chai của em. Em nó thật, em nói với anh chị, nó thực sự là đẳng cấp, từ cái khâu thiết kế cho đến cái khâu nguyên liệu, cho đến cái bảo quản. Cái bảo quản nó cực kỳ quan trọng. Tại vì với chỉ có những người dược sĩ người ta mới hiểu. Còn những người bán hàng tay ngang người ta không hiểu đâu. Người ta không hiểu ở nhiệt độ nào, cái như thế nào, bảo quản như thế nào, cách đất như thế nào.
muốn để cái hộp nó không bị hỏng thì phải để cách đất như thế nào, và nhiệt độ trong phòng nó phải như thế nào, cái ánh sáng hay không khí nó phải như thế nào để cả nó đạt được cái chất lượng cao nhất, thì chỉ có những cái người có tâm, có tầm, hay là có cái mà gọi là cái đẳng cấp về am hiểu về sản phẩm, người ta mới biết tạo ra cái giá trị giữ đến khi mà anh chị cầm trên tay nó còn chất lượng. Nó còn chất lượng. Đấy mới là đẳng cấp. Anh chị sẽ yêu thực sự luôn. Đấy tại sao mà bao nhiêu người bán mà chỉ có cái sản phẩm của Duy Trinh Collagen này lại nhiều người dùng như thế. Nhiều người dùng như thế và cái chất lượng nó được bảo đảm cho anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn, và hôm nay ngày sinh nhật của Duy Trinh nên là rất là vui vì anh chị đến với Duy Trinh, yêu thương Duy Trinh, và cái một cái phần quà mà Duy Trinh bán cho anh chị với cái chai nước hoa giá như thế và chỉ có ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ Duy Trinh sẽ hát một ca khúc này. Và chào tạm biệt tất cả anh chị các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây với Duy Trinh. Cảm ơn. Không biết bây giờ còn hát được không ấy. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng tim vàng anh sáng cả đời em. Em ơi ngồi đây thương bóng nhớ hình, ngồi đây tớ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng sáng cả đường đêm, để anh đưa đón em sáng chiều trên lối đi về không còn nhiều. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu tém sắc tém màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trời ơi em mới vào em xem cái ảnh của em, thật là khủng khiếp luôn anh chị ạ. Gần 10.000 comment chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn, thực sự là nhìn thấy cái comment này em muốn khóc luôn, thực sự luôn. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Để Duy Trinh cho anh chị xem. Không thể tin được anh chị ạ, thực sự luôn. 9.300 comment chúc mừng sinh nhật của Duy Trinh. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn, thực sự luôn. Chưa bao giờ có lẽ là để một người mà có được gần 10.000 cái comment chúc mừng như thế này thì thực sự là hồi chiều để em đăng cái ảnh lên và sau đó em chỉ trả lời được một số cái và sau đó em về và em chuẩn bị livestream tặng đến tất cả anh chị các bạn. Và em không kịp xem là có ai like hay không. Thì thực sự với gần 10.000 cái comment chúc mừng sinh nhật Tiểu Duy Trinh thì đó là một điều mà thực sự là Duy Trinh không thể tin được. Quá ấn tượng. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Cảm ơn mọi người đã đến với Duy Trinh.
Chúc tất cả anh chị các bạn một mùa Vu Lan thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và chủ nhật này anh chị nhớ đón nhận cái live show, để Di Trinh sẽ có một cái live tặng đến tất cả anh chị các bạn để khai trường cây đàn mới nhất của Di Trinh nhá, với nhạc công Quốc Việt đến với tất cả anh chị các bạn với cái cây đàn rất là đẳng cấp luôn anh chị ạ. Và để mà tri ân đến tất cả anh chị các bạn phải có một cái gì, phải có sự đầu tư rõ ràng và sự yêu mến với âm nhạc để mang tới cho anh chị những khoảnh khắc thực sự là ấn tượng. Không phải là ai cũng có thể làm được cái điều này anh chị ạ. Đó là thực sự anh chị hãy xem. Cảm ơn FC111 đã cho tặng Di Trinh một cái món quà thật là ý nghĩa. Mà cảm ơn tất cả mọi người. Đây là món quà của FC111 nhá. Một cái món quà mà không biết là gửi từ đâu, rất là khó để nhận được cái món quà rất là tuyệt vời này. Cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến Di Trinh. Chúc tất cả anh chị các bạn ngủ ngon nhá. Cái phòng nó thực sự là hơi hôm nay mấy hôm nay không có thời gian để gọn cho làm nó gọn lại thì nó rất là gọi là không được gọn gàng cho lắm. Đó. Cảm ơn đến gần bây giờ là gần 10.000 comment chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn tất cả mọi người. Cái này có thể là ngày mai lên khoảng 70.000 like thì tốt ha anh chị ha. Chào tất cả anh chị các bạn. Bye bye.